Uh, next one, please. Okay. So, oh, okay, go back one. So let me talk a little bit about now. Okay, tôi muốn nói chuyện chút xíu về cái vấn đề ở uh, bên cái vấn đề um, nó không có kêu là complicated grief là cái sự buồn bã rất là nhiều. Um, uh, thì trong cái research của tôi cho biết là sau khi mọi người thân mà mất đi á thì um, khoảng 25 khoảng 25 20 đến 25% phần trăm những người thân của họ sẽ cảm thấy rất là buồn rầu, kêu là đó, kêu là complicated grief thì là nhiều người họ cảm thấy như họ không có thể tin tưởng được là cái người thân đó đã mất hay là họ rất là họ họ, họ rất là uh, họ họ rất là giận hay là họ hay là nhiều khi uh, họ tự nhiên họ cảm thấy rất là buồn tự nhiên họ làm việc đang đi làm hay gì đó rồi họ cảm thấy họ break down có thể là một tháng, hai tháng đầu họ không cảm thấy gì hết, họ năm họ không có cảm thấy gì hết nhưng mà sau đó nó mới nó cái, cái, reality nó hết lúc đó họ mới cảm thấy rất là um, họ nhiều khi họ rất là thương nhớ cái người cái người mất đi đó và um, nhiều khi họ trong đầu óc họ cứ 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 nghĩ đến cái 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 cái, cái ngày đó hay cái đêm đó hay qua đây về cái lúc người bệnh nhân ra đi hay là có nhiều cái emotion á mà trong gia đình của mình nó kêu là unresolved có những cái có có nhiều bao nhiêu năm nhiều khi mình ganh tị với nhau trong gia đình hay mình cảm thấy người đó thương người khác hơn không thương mình hay là người đó không có treat mình fairly hay là whatever nhiều cái vấn đề nó nó sẽ cái cái vấn đề đó tụi tôi recommend là những cái vấn đề đó khi người người thân còn sống mình cố gắng mình 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 giải quyết những cái vấn đề đó mình try to work it out chứ đừng có để sau khi họ mất rồi thì lúc đó mình hối hận rồi mình sẽ bị ảnh hưởng tinh thần của mình tâm thần của mình về vấn đề đó hay là nhiều người họ tránh xa những cái cái memory giới thiệu người thân hay đi cái chùa đó những khi họ không có đi cái chùa đó hay là người thân thích ăn ở tiệm ăn đó những khi họ không có muốn trở lại tiệm ăn đó hay là một cái món đồ ăn gì đó. Thì cái đó kêu là những cái sự đó nếu mà nó nó, nó xảy ra quá lâu á, thì nó cũng là một cái problem cho mình. Next one. Uh, so cái, uh, cái 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 vấn đề uh, vấn đề um, cũng như là trong ngành y khoa của tôi bây giờ hồi xưa hồi xưa tự vì cái technology tụi tôi chia cái người ra làm nhiều phần lắm cũng như bác sĩ mắt rồi bác sĩ răng rồi bác phải bác sĩ tâm tâm thần rồi bác sĩ ba đi rồi đủ thứ nhưng mà bây giờ cái trend đó là bây giờ mình hiểu cái gì mà nó xảy ra trong tinh thần của mình cái motion cái mai của mình nó là affect cái body của mình mình biết cái research nếu mà mình cảm thấy là mình bị trầm cảm á, thì mình hay là mình lo lắng kêu là anxiety quá lo lắng cái bệnh lo lắng, hay là nhiều bác ở đây à, đã đi đã đi lính thì các chắc các bác biết rõ vấn đề này hơn là nhiều người khác là các bác bị à, kêu là post-traumatic stress, nhiều người đó là bị ảnh hưởng về cái sự chiến tranh đó, những cái memory đó nó trở lại, đó hay là những cái bệnh đó nó sẽ ảnh hưởng, nó sẽ làm cho các bác dễ bị ung thư hay là dễ bị đau tim hay là dễ bị những cái problem khác thì các bác phải nên thích khe cho cái tinh thần của mình cái đó là cái cách mình take khe cho nguyên cái người của mình next ok uh, ok so những cái này là predictor complicated grief là những cái vấn đề mà làm cho mình dễ bị 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 buồn nhiều bị bị depression sau khi mà cái người thân mất là mình uh, mình là vợ chồng của người đó vợ hay chồng À, mình thương người đó mình 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 thích thích khe cho người đó mình chính mình trước khi người bệnh thân bị mất mình là cái người cứ nói kêu là dễ bị buồn mình là cái người hay dễ bị trầm cảm cái người có nhiều người mình có, có nhiều người uh, nhiều người uh, Việt Nam mình á uh, tôi gặp bệnh nhân nhiều tôi là bác sĩ cái cái culture của mình á uh, nhiều khi á uh, nó nhiều người rất là nó kêu là style nhiều người họ hơi hơi bị buồn Thành là nhiều khi uh, mình hỏi họ như bác có thích làm gì không không tôi không thích làm gì hết đời có gì đâu mà thích cô họ nói vậy cứ kiểu như là họ hơi đã bị depressed nhiều không có enjoy life và cái vấn đề này nó làm lại cho lại dễ bị bệnh nặng hơn nữa hay là người cái mình là người thích khe cho người khác nhưng mà mình cũng bị bệnh riêng của mình nữa hay là mình cảm thấy là tại sao tôi tại sao trời phạt tôi sao mà tôi phải thách khe cho cái người đó mình cảm thấy tức tối về vấn đề đó hay là mình phải thách khe cho gia đình mà bị bệnh nhiều hơn về ốc cũng như bệnh nhân mà bị chỉ bị bệnh uh, diabetes hay là bị tiểu đường hay là bị đau tim những cái đó mà họ sáng suốt đó, nó dễ hơn nếu mà cái tinh thần họ nó không có sáng suốt mình thích khe cho họ nó sẽ khó hơn tại vì nhiều khi mình 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 bực mình á mình có cảm thấy mình để nói người đó 10 lần rồi mà sao họ cứ làm như vậy hoài đó nhiều họ không có nhớ tại vì họ they can't do it okay so next one um, thì mình cái strategy mình phải giúp cho mình á là mình phải dùng những cái agency mà bữa nay tôi thấy rất là nhiều agency những cái resource đó mình phải tìm hiểu thêm có những cái agency nào có thể giúp được mình nếu mình là người bị bệnh trầm cảm tôi chính mình hay là gia đình của mình á nhiều khi á nhiều người bệnh nhân họ cảm thấy à, họ không bị bệnh gì hết nhưng mà gia đình họ nói tại sao ba mẹ khó chịu quá vậy tại sao lúc nào cũng la lối um sùm chắc là mình có thể bị bệnh có thể mình nên tìm hiểu thêm cái self awareness mình phải tìm hiểu thêm là vấn đề như thế nào với lại uh, nếu mà mình có bệnh hay là mình cần gì đó mình nên get treatment for yourself trước khi cái người bệnh nhân nó mất đi next one so in my field we say it's the patient taking care of the patient một người bệnh nhân phải thắt khe cho một người bệnh nhân khác thì nó khó khăn lắm okay so uh, có thể nếu mà burnout thì nhiều khi mình mình phải biết là um, mình cũng mình biết là mỗi cái người individual mình cope with stress differently có vấn đề cái stress nó như vậy objectively nó chỉ có như vậy thôi nhưng mà có một người có người lạc quan á thì họ cảm thấy oh, cái đó nó không có big deal cái đó chưa có gì đâu những đầu tư có thể deal qua it hay là những người có nhiều kinh nghiệm nhưng mà có như hay là họ có nhiều nhiều người khác support họ họ có own their own support system chứ còn nhiều người á, họ họ lại cảm thấy là một là họ thiếu tiền hay là họ không có đủ support chính họ hay là um, hay là họ thì là họ um, họ dễ bị ảnh hưởng tinh thần thì ra mình phải biết mình phải biết là trong chính mình á là cái strengths và cái limitation của mình cái gì là cái sự gì mình rất là mình rất là mạnh về vấn đề đó mình rất là cũng như là cũng như là có nhiều người họ rất là họ họ, họ rất là um, cũng như họ rất là good về um nói chuyện với bác sĩ thì là very good cái người nói chuyện nói chuyện với ai người ta cũng hiểu nói chuyện gọi comment là viết xuống bệnh nhân bệnh gì uống thuốc gì bác sĩ nào bác sĩ nào có gì họ cũng thích care được nhưng mà họ không có họ không có nhiều họ không có nhiều patient họ nói tôi không có người là người tôi không có người không có patient tôi không muốn ngồi nhà mà you know cái đó rất là khó cho tôi thì có thể một người khanh nào khác họ nói là tôi không có thích đi bác sĩ bác sĩ nói nhiều tôi bị nh nhức đầu lắm như vậy tôi không có gì đó nhưng mà tôi có thể ở nhà nấu ăn nấu uống tôi có thể đưa người bệnh nhân đi chùa hay là đi nhà thờ hay là đi ăn uống được tôi có thể làm được bên đó vậy tôi không có thích kem you như know. tôi không có mai là giúp cho người bệnh nhân tắm rửa hay là thay quần áo thì mỗi người họ mình cũng như mình họ có một cái strength và cái limitation thì mình nên biết cái đó next one Um, so ok, so Nếu mà mình uh, mình thích uh, khe cho người thân của mình á, tôi tôi khuyên uh, cũng như lúc mà mẹ của tôi thích khe cho bà ngoại tôi á, thì mẹ tôi đi chùa nhiều lắm. Tôi mới nói mẹ tôi á là mẹ nhiều khi á, con nói mẹ không nghe đâu, từ vì nhiều khi mẹ nghĩ con là bác sĩ rồi là tài lâm này kia rồi. Nhưng mà nhiều khi mẹ cảm thấy mẹ có thể vô chùa mẹ hỏi các bác trong chùa coi mẹ dạo này, khi mẹ cảm thấy mẹ cái tinh thần của mẹ như thế nào, kết feedback đó thì mẹ tôi cảm thấy là không tabo vô nói chuyện với chị em trong chùa da dạ dạo này tôi stress thiệt về nhà la um sùm này kia rồi đó nhưng mà thiệt như tôi mà cho feedback đó hay là ba tôi mà nói thì oh no that's not a good good idea Và nhiều khi mình phải có những cái support như vậy mình phải tế nhị vấn đề đó hay là nhiều khi mình cảm thấy là cái người mà thích khe cho người khác á họ sẽ bị cảm thấy như là họ chán đời Mình thật sự ra đó là lúc đó tôi cảm thấy là 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 là, là những cái người dì của tôi, những người cô của tôi với mẹ tôi là lúc đó họ cũng bị hơi depressed, tại vì họ rất là thân với lại bà ngoại của tôi, tại vì ông ngoại tôi mất lúc mà bà ngoại tôi mới ở, lúc họ còn rất là nhỏ, thành ra bà ngoại tôi là single mom á, thành ra họ rất là thay, họ rất là tha cho nên họ cảm thấy bị ảnh hưởng rất là nhiều. Đó thì uh, uh, thì nhiều khi mình cũng nếu mà mình cảm thấy như vậy á, thì mình phải uh, Uh, nói chuyện với những cái cháu thì bị easier for the grandkids vì chúng tôi cũng lớn rồi có thể giúp cho cha mẹ của mình hơn nhiều hơn